lên hồi lên lên rồi đó tao không phải lấy thay nè. Ừ, thay con dây bự lên mới được. Lấy sợi dây dây vàng à. Dây vàng của ông cắm á. Chứ con này hai ngựa mà. Ông cắm này đâu rồi, đem về chưa? Ở đây về đó này chút lên này xài cái gì lớn. Lên. Này dèo hai ngựa với anh. Chứ nhiều. Đủ mày nghĩ sao cái máy tao nặng thấy sợ luôn á. Bự quá đi vô nhà không? Nó bự quá móp ống không? Không, ống này nó không có móp mà dây điện rồi cho chuẩn thôi. Nó quay không vậy ông nội? Nó quay gì đâu. Đâu bật thử coi. Bật coi thử coi nước lên sao? Hả? Coi thử coi. Ủa mà bật rồi cái nè nó lên cái củ hả? Cái củ á. Để lên đi xìu mày ơi. Nó xài được nửa nửa không nửa mà xài không được. Ra đâu? Mấy chuồng bò hả? Ừ, cái xìu hả? Ủa cái này á, cái vậy sao mà dội? Ừ. Vậy tôi tính á, bây giờ chơi nếu ống bự á, bây giờ ống bự lên. Ống bự lên rồi giờ chơi ống 34 đi. 27 được rồi. 27 nè. 27 vừa rồi. Cái này 27 nè. Cái này 21. Không có, khúc ra khúc này 27 nè. Đúng rồi, khúc đó tới đó là được rồi, chỉ mua ống này thôi nè. Thay ống này nè. Bỏ đi ra lấy mua ra mua ống 37 đi. Đúng rồi. Chứ đó ống này nó, được. Nó ép quá là cũng dễ hơn vừa đó. Nó không có dễ hư nhưng mà nước nó ống nhỏ thì nó ép nước lên yếu. Thay khúc ống mềm nặng được rồi. Dạ. Nó bung chín hả? Bung chín. Bung chín. Vô nhà đi con. Vô nhà. Vô nhà. Đi vô. Nó bỏ nó vậy đó. Đúng không? Hả? Được. Con này nó thọt khúc sâu rồi thì mới hút được chứ. Thì đủ có lực nữa nè. Ừ. Cái xe chút đi có xài cái xài. Láng hơi ra cho. Này hơi ra được mà. Này vô trước đây cho nó dính cái thì tính. Em đăng lên chảnh là toàn là bị nó quỷ bài viết không à. Sao vậy? Không biết nữa. Nó để không cho nông việc hả? Nông việc nó để không cho mua bán gì trong Anh lên Trang. Người Càng Long anh đăng không được, anh đăng lên chợ Càng Long online á. Đăng không được luôn. Chợ Càng Long người Trà Vinh, chợ Trà Vinh gì em đăng suốt luôn mà đăng không được. Ghét nghỉ đăng luôn. Đâu kiếm có cái hội nào là bên này không? Có chứ hội gì đời, nhưng mà mình ở đây không có. Giờ mình làm ăn mua bán được nhờ cái đó đăng lên tao mới biết. Ừ. Giờ mà có gì mà bán đăng lên chút xíu mà vừa là tiền ta đăng chút xíu ta mua. Thấy cái gì cũng vậy, giờ dễ lắm. Không, không phải hốt.
cái này ông gần ông đó ông gắn cái này cái gì trời, đây nè cái khóa áp có này là mạnh tim hả vậy? Có cái đó nước nó mới lên đạt được, tại vì nó kìm nước, anh lên motor lớn không phải xài cái thằng đó. Trong cái vỏ sáng của con á, cái vỏ cái bao á, cái vỏ sáng đi ruộng á. Dạ. Này đúc Dũng chạy kiểu lắm rồi. Xuống Dũng thì cũng được nhưng mà xuống Dũng nó cháy à. Này. Tại vì nó quá tải đó. Nó chỉ chạy ra nước thôi. Bơm Dũng mà con ngựa đó anh chạy cũng quy vu rồi. Con ngựa chạy lên mạnh. Do chú đi ống. Đi ống ga đó. Chú phải đi ra ống 27 nữa, ngựa xài 27 là vừa, còn một ngựa chú phải đi từ 34 đổ lên. Nó phải phụ thuộc vào ống nữa. Phụ thuộc vào ống nữa chứ đâu phải đưa xuống là nó chạy ấy được đâu. Gãy rồi. Mẹ gãy luôn rồi. Cái ông đó ông chỉ em dặn này là dặn được đất gì. Con đó hút đâu có nổi đâu mà dặn, anh dặn cũng vậy à. Không rồi ông kêu anh ra cho anh kia làm. Trời, anh mòi nước cho cái khóa đó giùm em đi. Anh nói với điện ơi. Xong chưa chú? Hả? Chưa. Không. Để đi chút mồi tiếp. Còn ngọt hơi. Điện yếu à? Điện yếu. Hiện tại là ống 21 nha nè. 21 hồi nãy là 27 rồi ra 21 nè. Nghe được như nè. Có tầm 2 mét à, gần 2 mét.
rồi, nhảy ra thì được rồi. Ủa sao hơi yếu vậy? Sao hơi yếu? 27 là gà dày mà còn hơi yếu nữa. Hai bảy ra vậy mà ổng còn chơi yếu. Cái con xui bệnh nó chụp đầu mà đậu mà sao mà bị được. Nó còn tùy theo cái nước nữa. Nước rồi cái này bút bê nó chút ác cái đứa. Anh chở cho nó mà hết chở chưa? Nhả cái đó hết rồi đó. Nhả cái hết luôn rồi, đâu có dặn vô. Mà anh phải gắn thằng đó, không gắn thằng đó không được. Dạ. Cái nước này giờ là nó vậy rồi phải không? Nó vậy là vậy rồi, đâu có sửa gì thêm được, tại vì mình thọ khúc sâu tới đó là tới đó à. Đúng rồi, chụp đầu hồi xưa con nửa ngựa. Con nửa ngựa là khúc ra vậy rồi nè. Chụp đầu lên thay mạnh lắm. Cái này cái gì vậy trời? Nó đi đâu nữa? Mày làm đủ mày nghĩ của anh của người ta rồi, người ta dán rồi đó giờ. Đi ra đó đi xuống đây đi đâu? Này này lần đi ra chuồng heo vậy nè. Chuồng heo này nè. Chú mua ống 27 là nó phúng hơn cái thằng ống này. Ừ. Ống mềm đằng đẵng á nha. Mềm đương nhiên nó dạ. Nhỏ hơn. Nè nó phúng hơn thằng ống này nè, nó hơi nhỏ hơn tí. Cái gì vậy? Cái này giờ đâu có xài đâu. Này nó xài thì bít lại. Ra đường lên đây. Ống nó nhỏ. Hay khóa nó ra đi. Cắt ra nó rồi nó có cái đầu bít thôi. Ống thun mềm cho nó phúng ra chừng này. Ủa anh có đầu bít này không? Bít mẹ lại đi. Bít hình như em bít 34 không à. Bây giờ anh đắt đi. Rồi cắt đó ra lấy cái phá xanh đó đó. Ừ. Đem qua đó quăng ngắn qua nó. Ủa mà thằng này nó bị ruột hay là nó ấy? Hả? Nó ruột hay là nó ấy? Lấy cái mẹ đi để. Ý là nó ruột hay là nó bể? Cắt ra luôn đi. Thôi lấy ra.